Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là hình ảnh từ hãng thông tấn Reuters cho thấy là lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã xây dựng các bờ đê ở tại giải Gaza chi phí lên tới 320 triệu Mỹ kim. Bản tin từ Washington cho biết thì quân giới quân sự Hoa Kỳ đã chi phí ước lượng là xây một cái bờ đê ở tại giải Gaza để mà tạo một cái hành lang hỗ trợ nhân đạo và số tiền này lên tới 320 triệu Mỹ kim theo tường trình của giới chức bộ quốc phòng cho biết như trên và cái dự án này đã, đã trước đó đã được báo cáo trong đó thì hình ảnh cho thấy là hàng loạt những cái vật dụng để xây dựng đã được uh, ngũ giác đại đưa tới và có tới 1.000 binh sĩ hoa kỳ hầu hết từ lực, lực lượng lục quân và hải quân của hoa kỳ có mặt tại đây và trong đó chi phí này là sáng kiến hồi đầu năm nay được ước lượng là để hỗ trợ vấn đề nhân đạo cho giải gaza và chi phí này nó không có tăng lên và nó đã được công bố đầy đủ. Thượng nghị sĩ Roger Wicker, một trong những thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tại cái sàn Thượng viện nằm trong quỹ ban quân sự đã cho biết như trên và điều nguy hiểm nỗ lực là làm cách nào để là giảm bớt những chi phí và trong đó chi phí của những người trả thuế lên tới ít nhất là 320 triệu Mỹ Kim để mà điều hành cái bờ đê này chỉ có trong vòng 90 ngày. Trong khi đó thì ông Joe Biden, một tổng thống của đảng Dân Chủ đã nói rằng là cái bờ đê này trong tháng 3 sẽ được sự hỗ trợ để giúp cung cấp tất cả những cái nguồn nhân đạo cho giải Gaza. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất và trong đó thì ông Wicker là thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ cùng với một số những nhà lập pháp khác đã đặt câu hỏi về cái tính chất lâu dài của bờ đê mà nó chỉ kéo dài có 90 ngày nhưng lại phải chi phí lên tới 320 triệu Mỹ kim và điều này có thể sẽ trở thành mục tiêu của tấn công của nhóm Hamas, đặc biệt là các binh sĩ Hoa Kỳ có mặt tại đây sẽ có bao nhiêu tiền của người trả thuế để làm điều này và cái bờ đê này à, khi nào thì nó được hoàn tất? Ông à, Wicker đã hỏi như trên và mỗi một ngày trong cái xứ mạng vẫn tiếp tục thì cái giá cả nó có tăng lên hay không và à, cái tiềm năng nguy hiểm cho một ngàn binh sĩ của chúng ta khai triển tại đây trong lúc mà đang có những cái đạn hỏa tiễn bắn từ à, phía của Hamas từ rocket của Hamas. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái dự án của ngũ giác đài và hình ảnh từ trên không trung chụp xuống tôi thấy là bờ đây này đang chuẩn bị để được xây dựng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, hàng trăm những kẻ biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt giữ trong các khuôn viên trường đại học. Bản tin mới nhất cho biết thì sinh viên đã bị bắt giữ ở hàng chục trường đại học tại Hoa Kỳ và Canada vẫn đang có những cuộc biểu tình ủng hộ cho vấn đề nhân quyền của người Palestine sau vài tháng của cuộc chiến tại giải Gaza. Hầu hết những sinh viên tổ chức các cuộc biểu tình để xông vào các cái khuôn viên trường đại học để áp lực đòi hỏi các cái nhà thành cái thành viên quản trị của các trường đại học là rút các nguồn đầu tư từ những công ty mà họ nói rằng là đã đầu tư vào Do Thái và đầu tư tiền của họ. Rất nhiều trường đại học cho biết họ ủng hộ cho quyền tự do ngôn luận và cho phép biểu tình ở trong cái khuôn viên của họ. Tuy nhiên, thì à, họ sẽ phải không thể đụng tới cái à, gọi là vi phạm chính sách của trường học và trong ngày thứ bảy, hàng chục người đã bị bắt giữ ở các trường đại học trong chiến dịch dập tắt tất cả những cái cuộc vi phạm này, trong đó bao gồm luôn trường đại học có tên gọi là Northeastern University, nơi có 100 người đã bị bắt giữ. Trong khi đó, thì trường đại học George Washington giới quản lý tại đây cho biết là họ đang làm việc với lại cái DC để bảo đảm rằng người biểu tình vẫn còn nằm ở trong đó và không vi phạm tất cả những cái chính sách của trường và những kẻ nào mà được xem là cực đoan sẽ bị ngăn cấm không được bước chân vào trường đại học. Trong khi đó thì họ nói rằng cái nơi đây chỉ giới hạn tối đa là 20 người và trong đó gần như là đã có sự hiện diện của cảnh sát tại thủ đô. Trong ngày chủ nhật thì một đoạn video bỏ trên mạng xã so hội cho thấy những người biểu tình đã đụng độ với lực lượng công lực ở trong khu viên trường đại học. Trong khi đó tại New Orleans có 10 người đã bị bắt giữ vào ngày chủ nhật vừa qua khi mà biểu tình ủng hộ cho Palestine và những sinh viên từ Loyola and Tulane University đã tham gia cùng với lại các sinh viên trên toàn quốc trong cái phong trào chống lại cái hành động quân sự của Do Thái tại giải Gaza. Cùng một lượt thì tại UCLA thì bản tin cho biết đã có sự đụng độ mạnh mẽ giữa những người ủng hộ cho Palestine và những người ủng hộ cho Do Thái ở ngay tại trường đại học của California, ở Los Angeles và ở Westwood Community vào ngày Chủ nhật. Không có ai bị bắt giữ hoặc bị thương trong cuộc đụng độ này. Và hiện nay thì theo bản báo cáo cho biết là có khoảng 1.000 người đã tham gia vào các cuộc gọi là phản biểu tình theo tường trình của phía Do Thái, cho những người mà cộng đồng Do Thái cho biết như trên. Đoạn video cho thấy là những người biểu tình đã xô ngã những cái hàng rào và chia rẽ giữa hai phía biểu tình và nhanh chóng xông vào nhau. Tuy nhiên thì cảnh sát đã kịp thời tạm cả cản họ ra theo tường trình của một chiến lược gia về đặc trách về cộng đồng của trường đại học ucla cho biết như trên và hiện nay vấn vấn đề gọi là tái lập trật tự đã được lập lại trong khi đó thì tại trường đại học university of southern california à, người phó chủ tịch à, của cái à, hiệu cái trường này đặc trách về vấn đề à, liên lạc đã cho biết rằng các cái tài sản trong trường bao gồm luôn cả một cái bức tượng gọi là bức tượng Tommy Trojan à, đã bị phá hủy à, bởi các cá nhân trong cái nhóm được xem là à, đã xông vào vào cái khuôn viên trường học một cách bất hợp pháp. Đây được xem là gần như là các cuộc biểu tình diễn ra ở khắp nơi và kể cả ở trường đại học MIT. À, hiệu trưởng của trường này là Sally Blue đã công bố một bản statement vào ngày Chủ nhật nói rằng các cuộc đàm phán giữa những sinh viên biểu tình và giới quản lý của nhà trường đang diễn ra và sinh viên đã rất rõ ràng trên mạng xã hội họ sẽ không chấp nhận tất cả những cái điều gì cho tới khi những cái đòi hỏi nguyên thủy của họ phải được đáp ứng và trên hết là bất kể sự thật sinh viên này đã tiếp cận với chúng tôi và những gì mà chúng tôi nghĩ rằng là có một cái cuộc thảo luận có cái tình niềm tin và nhóm sinh viên này đã đã bị ngăn cản bởi một nhóm khác với các viên chức của trường đại học MIT uh, Coplot đã cho biết như trên và tôi tin rằng là các cuộc đối thoại để hiểu biết lẫn nhau và là đường hướng tốt nhất để giải quyết tất cả những cái sự tranh chấp và rõ ràng đã có sự tiếp cận và tiến trình này chúng tôi hy vọng sẽ làm được tuy nhiên thì một số những nơi khác bao gồm luôn cả trường đại học emerson college cũng đã xảy ra cuộc biểu tình ở tại đây và gần như là đã có những cái cuộc biểu tình trên toàn quốc hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay hiệu trưởng của trường đại học columbia bị cáo buộc là đánh cắp sản phẩm trí tuệ Bản tin mới nhất cho biết thì hiệu trưởng của trường đại học Columbia là Minose Asafik đang bị cáo buộc là đã cố tình giành hết tín dụng trong một cái tập nghiên cứu trong thời mà bà ta là đồng tác giả theo tường trình của một giáo sư của trường đại học Yale cho biết. Người này có tên là Ahmed Musfik Mubarak đã lên trên trang mạng e, platform X và đưa hai hình ảnh đó là năm 1992 khi mà bà Safik đã được xem là đồng tác giả làm việc ở tại ngân hàng thế giới cùng với một nhà nghiên cứu có tên là Sir Hendrick Baobathia trong đó là công bố một cái bản nghiên cứu về tình trạng kinh tế của uh, gọi là Oxford Economics và hai năm sau đó thì tên của ông uh, Bayo Bayega đã bị uh, xóa bỏ và đây là một trong những cái uh, chính thức mà đưa ra và trong đó thì uh, cái tập tài liệu này nguyên thủy của nó từ năm 1992 cho thấy là có đồng tác giả đã được công bố tuy nhiên tới năm 1994 thì tên của ông Bayo Bayega đã bị uh, xem là một cái sự cảm ơn đóng góp về cái kiến thức của ông nhưng không phải là đồng tác tác giả cùng một lượt thì uh, trên cả hai cái tài trang báo này viết thì bà Saufik lúc đó là làm việc trong vai trò là phó chủ tịch của World Bank tức là ngân hàng thế giới còn ông uh, Bayo Pajay được xem là một cố vấn có mặt uh, đang uh, làm việc ở tại trường đại học của Maryland và Mobarak đã lên tiếng và nói rằng Saufik đã tìm cách là lúc đó bà Saufik làm uh, là bà chủ tức là người uh, quản lý của ông Bayo Pacha và tôi là một nhà trí thức tôi không có cảm thấy điều này là tốt quý vị không thể xóa bỏ tên của một đồng tác giả đây là hành động được xem là đánh cắp sản phẩm trí tệ chứ không phải là cái hành động gọi là đạo văn một cách tinh vi đây được xem là lời cáo buộc mới nhất đối với bài hiệu trưởng của trường đại học Columbia đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên tục tất cả những cuộc biểu tình đang diễn ra, cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng và kêu gọi chấm dứt các cuộc biểu tình tại các khuôn viên trường đại học. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu Tổng thống Trump trong ngày thứ hai đã nói về cái phong trào bài do Thái đang diễn ra trong tất cả các trường đại học trên toàn Hoa Kỳ vốn là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024 ông đang có mặt trong tòa án vào ngày thứ hai và trên trang trang của công sáng ngày hôm nay ông đã viết một chữ rất ngắn gọn là stop the protests now tức là chấm dứt các cuộc biểu tình ngay lập tức đó là lời phát biểu của ông khi mà được hỏi đến vấn đề gọi là các cuộc biểu tình gọi là chủ nghĩa bài do thái đang diễn ra ở các trường đại học sinh viên đã bắt đầu gia tăng cuộc biểu tình sau khi mà có cuộc tấn công của do thái vào giải Gaza kể từ cái biến cố ngày 7 tây tháng 10 và theo báo cáo của giới y tế uh Palestine dưới quyền của Palestine thì trên 34.000 người đã bị thiệt mạng bao gồm cả phụ nữ lẫn trẻ em và các nhóm bài do Thái đã kêu gọi là biểu tình trên toàn tất cả các trường học trên toàn quốc và đã diễn ra trong đó có nhiều người đã bị bắt giữ vì đã vi phạm các quy tắc của trường học và đã bị cảnh sát bắt giữ đây được xem là phản ứng mới nhất của cựu tổng thống Trump đã đưa ra và ông đã lên tiếng như trên bên cạnh đó ông nói rằng đã có rất nhiều những con tin nằm trong tay Hamas đã bị thiệt mạng Bản tin mới nhất thì Tổng thống Trump lên tiếng cảnh báo báo rằng có rất nhiều con tin nằm trong tay của Hamas chưa được trả tự do, có thể đã có nhiều người bị thiệt mạng. Đây là lý do tại sao Hamas đã à, không có à, muốn đưa ra một cái thỏa thuận với phía do Thái để chấm dứt cuộc chiến tại giải Gaza gần nửa năm. Ông Trump đã bỏ trên trang à, Tusharso của ông và ông Trump nói rằng Hamas đã tìm cách gọi là tìm à, bắt giữ những người do Thái một thời gian dài và họ không giết tuy nhiên họ đã để cho tình hình trở nên tệ hại hơn và con số những người bị bắt giữ hiện nay vẫn là cái trung tâm các cuộc đàm phán trong cái thỏa thuận ngưng bắn theo tường trình của tờ Wall Street Journal và trong đó thì một bản đề nghị bởi uh, phía của Hoa Kỳ và các quốc gia Ả Rập để giải quyết trong vấn đề mà do Thái trả tự do cho các tù nhân Palestine để đổi lại 40 con tin do Thái bị bắt giữ tuy nhiên cho tới giờ phút này vẫn không có một tiến triển nào và tờ Journal cho biết rằng là lực lượng IDF xác nhận đã có 30 trong tổng số 129 con tin đã bị thiệt mạng à, sau khi họ bị bắt giữ vào ngày 7 tây tháng 10 và do thái và các giới chức Hoa Kỳ ước lượng rằng số lượng những người mà bị thiệt mạng có thể cao hơn và theo tường trình của ông Trump lên tiếng và nói rằng rõ ràng đây là không có một cái vai vai trò lãnh đạo nào từ phía của Joe Biden từ ngày 7 tây tháng 10 và chưa bao giờ xảy ra khi cô tôi là còn tổng thống bất kể là một cái cơ hội rất nhỏ cũng không xảy ra ông Trump đã cho biết như trên đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay tòa Bạch ốc đã bác bỏ một cái tin tức cho rằng họ đang âm mưu bí mật để mà loại trừ bà Karin Jean Pierre vốn là phát ngôn viên của tòa Bạch ốc. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Joe Biden đã bác bỏ một cái bản tin cho rằng là họ đang bí mật trong nội bộ là tìm cách loại trừ bà À, phát ngôn viên của Bộ của Tòa Bạch Ốc là Karen Jean-Pierre sau khi đã có bản báo cáo đưa ra vào ngày thứ Năm bởi tờ New York Post. Bản tin mới nhất cho biết thì Phó Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Andrew Beck đã lên tiếng và bác bỏ tất cả những cái nguồn tin này và nói rằng hai người sếp của họ bao gồm cả cố vấn Anita Dunn à, và kể cả đồng lý văn phòng là Jeff Zion đều à, đã đồng ý với cách làm việc của bà Karen Jean-Pierre không có ai cho rằng bà thất bà ta thất bại và bà ta vẫn đang làm việc một, một cách rất tận tình và được ủng hộ bởi cả hai người này đó là lời phát biểu của Beth Duda trong khi đó bản tin từ giờ uh, tờ New York Post cho biết thì uh, vấn vấn đề là chỗ bà uh, Karin Jean Pierre đã không có hành động bảo vệ cho ông Joe Biden trong tất cả những câu hỏi của cái giả liên quan tới những chuyện cá nhân của ông ta kể cả chiến dịch tranh cử của ông ta và điều này khiến cho Joe bên cảm thấy không vui vẻ và đang có một cái bí mật tìm cách loại trừ cái vai trò phát ngôn viên tòa bạch ốc của bà ta. Tuy nhiên thì à, tờ, à New York Post cho biết là cả ông Jeff lẫn bà Anita tức là đồng lý văn phòng và kể cả cố vấn đang tìm cách gọi là uh, buộc bà Karine Jean-Pierre phải từ chức một cách khéo léo tuy nhiên thì uh, điều này cho thấy rằng là đang có một cái nội bộ gây gắt của uh, phía tòa bà Đốc kể từ khi mà bùng nổ cuộc chiến giữa Hamas và Do Thái tại giải Gaza đây được xem là một trong những cái tin tức mới nhất trong khi đó thì đài truyền hình NBC nói rằng là họ sẵn sàng có một cái công việc dành cho Jean-Pierre nếu như mà bà ta rời khỏi tòa bạch ốc đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất và cho thấy rằng tòa bạch ốc dường như đã có sự bất đồng giữa các nhân viên làm trong đó liên quan tới cái cuộc chiến của do thái và hamas đối bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay các thành viên của đảng cộng hòa tại hạ viện đã quay trở lại phiên họp của mùa xuân và trong đó họ đã mất đi một phiếu Bản tin mới nhất cho biết thì các thành viên của đảng Cộng hòa đã quay lại phiên họp sau 4 tuần để liên tục vào ngày thứ hai và trong đó thì à, bao gồm luôn cả chủ tịch hạ viện là Mike Johnson đã bắt đầu cái phiên họp này. Tuy nhiên thì à, đảng Cộng hòa đã mất đi một phiếu đó là lá phiếu của ông Mike Gallagher dân biểu của đảng cộng hòa tại Wisconsin người đã uh, được xem là một ngôi sao đang lên của đảng cộng hòa đã gây sửng sốt cho mọi người sau khi mà ông tuyên bố là sẽ không tiếp tục tranh cử chức uh, vụ công vào tháng 11 sắp tới đây và ông sẽ rời khỏi cái uh, ghế chờ, gọi là dân biểu của hạ viện vào ngày thứ sáu trước đó thì ông đã từng tuyên bố sẽ rời khỏi vào ngày 19 tây tháng 4 tuy nhiên thì để thúc đẩy cho cái dự luật hỗ trợ cho ngân sách nước ngoài ông đã dời lại cái ngày rời khỏi chức vụ này trên nguyên tắc thì ông sẽ phải tranh cử trở lại tuy nhiên ông đã tuyên bố là ông sẽ không ra tranh cử tiếp tục và sẽ từ chức sớm hơn trước khi nhiệm kỳ của ông chấm dứt vào tháng giêng và trong đó thì à, để à, trong cái cuộc à, bò, à, cuộc à, bầu cử sắp tới đây thì à, bên đảng hòa đã có một số người đã từ chức sớm trước khi có cuộc bầu cử xảy ra và điều này dẫn tới việc mà cái số lượng đa số của đảng hòa ở trại sàn hạ viện trở nên mong manh hơn và có tiềm năng có thể mất cái quyền đa số vào tay của đảng dân chủ nếu như vẫn tiếp tục có những người từ chức sớm trước khi có cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một nhà lập pháp của Đảng Hòa đã giới thiệu một cái nghị quyết ban gấm là không cho phép mang cờ của các quốc gia ngoại quốc vào trong sàn của Hạ viện. Một thành viên của Đảng Cộng Hòa đã giới thiệu một nghị quyết ban cấm tất cả các nhà thành viên của Quốc hội là không thể mang bất kỳ lá cờ của một quốc gia ngoại quốc nào lên sàn của Hạ viện. Nghị quyết này là để phản ứng vào cái biến cố hồi tuần trước khi mà một số thành viên của đảng dân chủ và một số người của đảng hòa đã dương cái lá cờ của Ukraine sau khi mà hạ viện thông qua cái uh, dự luật hỗ trợ cho nước ngoài trị giá 95 tỷ mỹ kim trong đó gồm 61 tỷ mỹ kim dành cho Ukraine uh, chống lại cuộc xâm lăng của nga trên sàn hạ viện uh, của uh, Hoa Kỳ chỉ có một lá cờ duy nhất là lá cờ được trình bày, đó là lá cờ của quốc gia chúng ta. Đó là lời phát biểu của dân biểu Kat Kamas của Đảng Cộng hòa tại Florida ở trong một thông cáo báo chí đưa ra vào ngày 26 tây tháng 4 khi bà giới thiệu cái dự luật này và cái nghị quyết này. Chúng ta phải có một quyết định nghiêm trọng đứng trên cương vị của người dân Hoa Kỳ và những người trả thuế ở trên sàn của Hạ Viện. Và công việc của Hạ Viện là thực hiện tất cả những cái công việc dành cho người dân của Hoa Kỳ và không có bất kỳ một cái banner hay một một cái ngôi hay một cái um, biểu tượng của một quốc gia nào được xuất hiện trên sàn của hạ viện đây được xem là cái nghị quyết nhằm buộc các thành viên trong hạ viện là không thể cho phép mang bất kỳ một cái lá cờ nào của đại diện cho một quốc gia nào hoặc là một biểu tượng của một cái quốc gia nào ở ngoại quốc trong các cái phiên họp và ở trên sàn hạ viện. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất sau khi mà các thành viên của đảng dân chủ đã bị chỉ trích là đã mặc áo lá cờ của Ukraine ở trên cái phiên họp của sàn hạ viện trong lúc mà họ đang bỏ phiếu cho cái dự luật hỗ trợ cho Ukraine trong ngày 20 tây thì à, cuộc bỏ phiếu đã diễn ra thì dân biểu Anna Polina Luna của đảng cộng hòa tại Florida đã mạnh mẽ phản ứng với lá cờ của Ukraine khi mà bà đang cầm cái microphone và kêu gọi tất cả mọi người là lấy cái lá cờ này xuống trong lúc mà bà post trên mạng xã hội và nói rằng đây là điều thiếu tôn trọng của người dân Hoa Kỳ sàn Hạ Viện chỉ có một lá cờ duy nhất là lá cờ của đất nước Hoa Kỳ mà thôi. Đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết khá quan trọng liên quan tới việc mà có thể sẽ có một số những cái cờ ngoại quốc được các thành viên trong quốc hội đưa vào để tăng cường cái áp lực cho các cái dự luật. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, việc cảnh sát thuê mướn ở Hoa Kỳ đã gia tăng trong năm 2023 sau nhiều năm đã bị giảm đi theo cuộc thăm dò mới nhất cho biết. Bản tin từ Philadelphia cho biết thì cả sở cảnh sát trên toàn Hoa Kỳ đã được báo cáo gia tăng được cái lực lượng của họ lần đầu tiên kể từ khi đại dịch mà 19 bùng nổ và cái liên quan tới cái vụ mà chết cái chết của George Floyd năm 2020 dẫn tới tình trạng có rất nhiều cảnh sát đã giải ngũ và không muốn làm nghề cảnh sát. Đã có thêm nhiều cảnh sát được thuê mướn trong năm 2023 được xem là so với những năm trước đó và có một số người đã từ chức hoặc về hưu theo tường trình của 210 Law Enforcement Agency tức là 214 cái cơ quan về cơ quan luật báo cáo cho biết sau khi mà có cái bản nghiên cứu mới nhất được đưa ra bởi một cái tổ chức có tên là Police Executive Reserve Forum gọi tắt là PERF và sau cái chết của George Floyd ở tại Minneapolis thì có nhiều cảnh sát đã từ chức và xin về hưu sớm sau khi mà họ đã bị giám sát và bị tước quyền và điều này đã ảnh hưởng tới cảnh cảnh sát trên toàn quốc tuy nhiên năm 2023 với nỗ lực thì à, sở cảnh sát đã có sự thuê muốn nhiều hơn so với thời gian của năm 2020, 19, 20, 21 và 22 và hiện nay vẫn còn à, ít nhất là dưới 5% vẫn còn bị thiếu hụt cho cái tài khóa của năm 2022 cho tới năm 2023. Và hiện nay thì nhiều tiểu bang và nhiều thành phố đã bắt đầu thuê mướn thêm cảnh sát với những ưu đãi cao hơn và phúc lợi cao hơn để mà có thêm đủ cảnh sát cho cái sở cảnh sát của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, việc mà cơn khủng hoảng di trú tại thành phố New York đã dẫn tới cái chết của một binh sĩ của hỏa Bản tin mới nhất cho biết thì một binh sĩ cứu hỏa đã bị chết sau khi bị hớt ả tắc, tức là bị nhồi máu cơ tim chỉ vài tháng sau khi ông đã bị đuổi việc là một phần trong cái chính sách gọi là cắt giảm ngân sách của ông thị trưởng Eric Adam nhằm giải quyết cái cơn khủng hoảng di dân ở tại thành phố New York và khiến cho gia đình của ông đã nỗ lực trong vấn đề tài chính và không có bảo hiểm người bị thiệt mạng là Derek Floyd 36 tuổi à, vốn đã qua đời vào ngày 15 tây tháng 4 theo tường trình của tờ New York Post cho biết, ông để lại một người vợ và hai đứa con còn trẻ và theo cái uh, tờ New York Post cho biết thì ông Floyd đã uh, là một người rất là kín đáo và ông đã có vấn đề liên quan tới vấn đề gọi là y tế và trong đó gia đình của ông hiện nay đang cần ít nhất là 600.000 Mỹ Kim liên quan tới những cái việc mà ông đã bị sa thải và không có đủ cái bảo hiểm sức khỏe và thay vào đó thì ông Floyd đã mất đi cái tình trạng gọi là bảo hiểm nhân thọ của ông nếu Derek còn ta còn sống thì có thể anh ta có được một cái bảo chính sách về bảo hiểm Life Insurance tức là bảo hiểm nhân thọ cùng với là cơ quan FDA uh, NY tức là cái cái, cái sở cứu hỏa của New York và vợ của ông là bà Christine 34 tuổi nói với tờ New York Post là hiện nay gần như là chúng tôi không còn cái nguồn tài chánh và tôi rất là lo ngại và đã có một cái trang GoFundMe set up để để mà hỗ trợ cho gia đình này. Ông Floyd được xem là đã bị sa thải trong cái chính sách cắt giảm ngân sách của ông thị trưởng Eric Adam trong lúc đó thì ông Eric Adam muốn tiết kiệm cái tiền ngân sách dành cho các nhân viên của thành phố để mà cung cấp cho lực lượng di dân bất hợp pháp và chính quyền của Eric Adam đã phát động một cái chương trình gọi là 53 triệu Mỹ kim, một cái chương trình phát tiền cho những di dân bất hợp pháp để mua những cái vật dụng cần thiết. Trong khi đó thì đời sống của những người binh sĩ của họa tại đây đang gặp khó khăn và đã không được sự hỗ trợ của chính quyền của ông Eric Adam ở thành phố New York. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, một cuộc thăm dò tại tiểu bang Missouri cho biết đa số người dân ở tại đây đều muốn dập tắt sự ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì à, Nghị viện nơi là hội đồng lập pháp của tiểu bang Missouri đang chuẩn bị để bảo vệ cho cái tuần lễ gọi là có những cái họ gọi là xác uh, những cái uh, chấm dứt tình trạng gọi là có cái hành động bán phá giá của Trung Quốc và trong cuộc thăm dò mới nhất của tiểu bang này cho thấy đa số tuyệt đối những người dân tại đây muốn chấm dứt tất cả những cái nguồn uh, cung cấp từ uh, uh, thực phẩm từ phía của uh, Trung Quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ và trong đó gần như là gây ảnh hưởng tại Hoa Kỳ. Cuộc thăm dò này đã được thực hiện bởi một trong những công ty sản xuất thực phẩm lớn nhất của Hoa Kỳ là Tyson Group. Trong đó cho thấy rằng là đa số người dân tại Missouri vẫn mong muốn là thống đốc của tiểu bang này phải có một cái hành động chấm dứt tình trạng mà hàng giá rẻ về thực phẩm của Trung Quốc đã tràn ngập vào Hoa Kỳ. Những người dân tại Missouri ủng hộ cho cái dự luật bảo vệ tất cả những cái uh, nguồn thực phẩm sản xuất của họ trong lúc mà phải đối phó cạnh tranh một cách bất công với trung quốc trong uh, cuộc thăm dò này cho thấy rằng là phía của hàng giá rẻ của Trung Quốc, đặc biệt là những thực phẩm đã gây thiệt hại khá nhiều cho tiểu bang Missouri, nơi được xem là có một cái nguồn lợi chính là nhờ xuất cảng các cái mặt hàng nông hải sản và gần như là họ cho thấy rằng là cuộc thăm dò này hầu hầu hết ủng hộ cho tất cả những công ty của Hoa Kỳ lên tới 70% để chặn đứng tất cả những cái nguồn nhập cảng từ Trung Quốc, bao gồm ngành kỹ thuật, ngành dược và kể cả ngành vận chuyển. 76% ủng hộ cho cái việc gọi là ban cấm tất cả công dân Trung Quốc mua các cánh đồng của Hoa Kỳ. 70% người dân ở Missouri ủng hộ cho việc ban lệnh cấm sử dụng tất cả những cái tròn do Trung Quốc sản xuất được sử dụng bởi chính quyền liên bang hoặc tiểu bang. 66% muốn giới hạn cái tiền thuế của người dân Hoa Kỳ dành cho cái viện Cộng tử và 64% gia tăng cái việc giám sát tất cả những công ty nào mà có làm ăn với Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái cuộc thăm dò mới nhất của tiểu bang Missouri đã đưa ra sau khi mà có tình trạng bán phá giá trong thị trường của cộng sản Trung Quốc của cộng sản Trung Quốc vào thị trường của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là Cộng sản Việt Nam, tức là chính quyền Hà Nội đã bất lực trong việc mà phía Campuchia vẫn cương quyết là sẽ thực hiện cái dự án kênh đào Phù Nam. Mà trong đó phía Campuchia cho rằng có lợi cho họ và có lợi cho toàn dân của họ. Đây là lời phát biểu của ông Hun Manet, người được xem là đã thúc đẩy cái dự án đào cái kênh đào Phù Nam việc đào kênh đào phụ nam này sẽ dẫn nước biển vào trong khu vực thêm lục địa và điều này sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng tới cái uh, uh, ngành nông sản của việt nam đặc biệt là ở phía miền tây của miền uh, của việt nam trong đó thì gần như là đang bị ảnh hưởng rất lớn về tình trạng mà cái kênh đào này một khi nó được thực hiện không những là tàn phá cái môi trường mà nó còn dẫn nguồn nước biển vào và giết chết tất cả những phù sa dọc theo các cái cánh đồng ở miền Nam Việt Nam và điều này chính quyền Hà Nội đã bất lực và không có một cái áp lực nào với chính quyền của Campuchia để ngăn cản cái dự án này trong đang lúc mà đe dọa tới cái nguồn được xem là sản xuất về nông hải sản của miền Nam Việt Nam đây được xem là một một thất bại mới nhất của chính quyền Hà Nội không thể áp lực được những quốc gia xung quanh mặc dù đó là những quốc gia nhỏ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay các đường vay đường dây gọi là cho vay lãi cao tại Việt Nam bây giờ được phát hiện các ông chủ sau lưng đều là những người đến từ Trung Quốc. Trong đó thì bản tin mới nhất từ phía Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết họ vừa phá vỡ một cái đường dây mà họ mô tả là rửa tiền, chuyển tiền trái phép hơn 5.000 tỷ đồng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Người đứng đầu của tổ chức này có tên là Lưu Quang, 37 tuổi, đã thực hiện các cái tiến trình cho vay lãi nặng và chuyển ít nhất là 5.000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam. Ông này được mô tả là sinh ở tỉnh Giang Tô và đã tới Việt Nam để mà bắt đầu lập ra những cái công ty tài chánh để cho vay lãi cao và sử dụng tất cả những thành phần băng đảng và những kẻ được xem là sống bằng nghề xã hội đen đâm thuê chém mướn để làm việc cho ông ta và tổng số tiền mà họ đã chuyển về Trung Quốc lên tới 5.000 tỷ và họ thuê những người này đứng tên các công ty tài chánh và trong đó gần như là họ đã thu lợi rất nhiều từ những cái đường về dây cho vay lãi cao, có những lúc đường dây cho vay lãi cao lên tới 360% mỗi một năm, khiến cho nhiều người vướng vào các cái đường dây gọi là cho vay lãi cao này đã không thể trả được nợ, bị đe dọa tới tính mạng và gần như là bị tịch thu hết tài sản bởi những kẻ này. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo cho thấy đứng đằng sau các công ty cho vay lãi cao, đặc biệt là những phần tử băng đảng ở tại Hải Phòng, ngoài Bắc Việt Nam tràn vào miền Nam đều có ông chủ đứng sau lưng là các đại gia và những tên băng đảng của trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay tình trạng thiếu điện tại miền bắc đã khiến cho cái gọi là tập đoàn điện lực của cộng sản việt nam gọi là evn đang tìm cách là sẽ thuê mướn hoặc là sẽ vay mượn một số những cái máy chạy điện bằng dầu diesel của những công ty tư nhân hoặc những cá nhân để cung cấp nguồn điện cho khu vực phía bắc việt nam trong tình trạng thiếu điện trầm trọng giữa lúc mà cái nóng bức đang tràn qua khu vực đông nam á Bản tin mới nhất cho biết, thì cái đợt nóng này không những là chỉ ở Việt Nam mà còn tràn qua nhiều quốc gia tại Đông Nam Á và trong đó thì gần như là tại Việt Nam tình trạng thiếu điện đã dẫn tới mà việc mà công ty điện lực EVN đang có dự tính là phải backup tức là nếu trường hợp mà điện dùng quá tải và không đủ thì họ có thể sẽ thuê hoặc mượn của những công ty tư nhân những cái máy phát điện diesel để giúp cho một số những tòa building của chế độ cai trị có thể duy trì nguồn điện trong việc mà gọi là duy trì tất cả những cái máy lạnh ở trong cái, tất cả những cái văn phòng ở trong các tòa building tại thành phố hà nội chủ yếu là thành phố hà nội gần như là tình trạng mà cái nóng vượt à, tràn qua khu vực Á Châu đã khiến cho nhiều quốc gia lâm vào tình trạng khó khăn và riêng ở Việt Nam do tình trạng không đủ điện. Bây giờ thì họ phải huy động tới cái nguồn điện tư nhân, tức là những cái máy phát điện chạy bằng dầu diesel, mobile của những công ty hay những người dân họ có thể mướn hoặc mượn để cung cấp cho các cái tòa building mà có cái hệ thống cai điện của đảng cộng sản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.